phát triển ấn tượng nhất thời kỳ đồ đá mới, thậm chí có thể vượt xa nền văn minh nổi tiếng của người Sumer vùng Lưỡng Hà. Họ là xã hội lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu và có thể là một trong những tổ tiên quan trọng của nền văn minh nhân loại nói chung. Thế nhưng, điều kỳ lạ là họ xây dựng những khu dân cư đông đúc, phồn vinh, để rồi tự tay thiêu đốt chúng cứ sau 60 đến 80 năm. Họ là ai? Khám phá về các nền văn hóa cổ đại và hiện vật liên quan thường đem đến những thông tin mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Và nền văn hóa Cucutan Tripulia ở Đông Âu cũng khiến hậu thế chúng ta phải ngỡ ngàng. Theo trang Ancient Origin, họ thường tự đốt nhà mình sau khoảng 60 năm, sau đó lại di dời và tái lập các khu định cư mới. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, tạo thành một văn hóa hết sức kỳ lạ. Trước khi lật mở yếu tố kỳ bí đó, hãy cùng tìm hiểu những điều đặc biệt thú vị của cộng đồng này nhé! Nền văn hóa Cucutan Tripulia thuộc thời kỳ đồ đá mới, sinh sống ở một vùng rộng lớn 350.000 km, trải dài trên lãnh thổ Romania, Moldova và Ukraine ngày nay, vào khoảng 5.400 đến 2.700 trước công nguyên. Đây được cho là xã hội lâu đời nhất ở châu Âu mà chúng ta được biết, và nhiều khả năng là một trong những tổ tiên đặt nền móng cho nền văn minh nhân loại. Nền văn hóa Cucutan Tripulia được phát hiện sau khi người ta tìm thấy các mẫu gốm còn sót lại của cộng đồng này vào những năm 1880. Và cái tên Cucutan Tripulia cũng là do hậu thuế đặt theo nơi tìm ra những hiện vật đầu tiên. Cụ thể, Cucutan là tên ngôi làng ở Romania, nơi nhà dân gian học Teodor Berda tìm thấy mảnh gốm cổ xưa nhưng chất lượng vô cùng cao vào năm 1884. Và Tripulia là một tỉnh ở vùng Kiev Oblast thuộc Ukraine, nơi nhà khảo cổ Vikenty Kalyotka khai quật một di chỉ đồ đá mới vào năm 1897. Vài năm sau đó, những phát hiện trên được giới khảo cổ công nhận là thuộc về cùng một nền văn hóa xa xưa và gọi chung là nền văn hóa Cucutan Tripulia. Từng có đánh giá, đây chắc chắn là một trong những nền văn minh ấn tượng nhất của thời kỳ đồ đá mới. Và xét trên một số khía cạnh, nó hoàn toàn có thể vượt xa nền văn minh nổi tiếng của người Sumer vùng Lưỡng Hà. Một số cuộc khai quật gần đây hé lộ rằng Cucutan Tripulia có thể là một trong những nền văn minh đầu tiên đô thị hóa và dân số có thể vượt hơn 1 triệu người. Các bằng chứng khảo cổ cũng cho thấy cộng đồng này vô cùng tiến bộ. Họ trồng trọt, thu hoạch lúa mì, lúa mạch, đậu hà lan và nhiều loại ngũ cốc khác. Ngoài ra, công nghệ gốm của cư dân thời đó cũng rất đáng nể. Họ sử dụng các lò nung khổng lồ để nung tượng và các đồ tạo tác gốm sứ, sau đó trang trí thêm hoa văn. Không ít thợ thủ công thời hiện đại thử tái tạo gốm của thời Cucutan Tripulia, nhưng không thể đạt chất lượng như mong muốn. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Romania International, nhà nghiên cứu Constantin Briotisar đã nói rằng, với tất cả phương pháp hiện đại của chúng ta, các thợ thủ công truyền thống đang cố gắng tái tạo gốm sứ Cucutan, nhưng chất lượng kém hơn rất nhiều. Không có cộng đồng nhân loại nào đạt đến trình độ tinh xảo như các thợ thủ công Cucutan. Tiến sĩ Roger S. Bannon, một chuyên gia về khảo cổ học Ai Cập, cũng nói với The New York Times rằng người Ai Cập chắc chắn không làm đồ gỗ như thế này. Bên cạnh nông nghiệp và gốm sứ, cộng đồng Cucutan Tripulia cũng có trình độ chế tác đồ đồng rất cao. Các nhà khảo cổ đã khai quật được những trang sức thủ công được làm tinh xảo. Vậy, lối sống của người Cucutan Tripulia là như thế nào? Mặc dù được phát hiện khá muộn, nhưng các nhà sử học vẫn có thể chấp nối các manh mối để hiểu thêm về nền văn minh này nói riêng và thời kỳ đồ đá mới nói chung. Theo đó, nền văn minh Cucutan Tripulia được vận hành theo chế độ mẫu hệ, trong đó phụ nữ làm chủ hộ gia đình, dệt vải và làm gốm, cũng như đảm nhiệm phần lớn công việc nông nghiệp. Đàn ông thì lo săn bắn, chế tạo công cụ và chăm sóc động vật thuần hóa. Họ săn bắn bằng bẫy và các công cụ như cung tên, gậy gộc và giáo, đồng thời áp dụng nhiều kỹ thuật khác như ngụy trang và theo dõi động vật. Về đời sống tâm linh, dựa trên các tượng nữ giới đã được phát hiện, người ta cho rằng người dân thuộc nền văn hóa này thờ phụng các nữ thần. Về trồng trọt, họ trồng lúa mì, yến mạch, kê proso, lúa mạch đen và cây gai dầu. Họ cũng trồng trái cây như mơ, mận anh đào, nho và các loại đậu nhằm cải thiện bữa ăn. Trong chăn nuôi, có bằng chứng cho thấy họ có nuôi lợn, dê, cừu đã được thuần hóa. Cũng có khả năng họ nuôi ngựa thuần hóa, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định điều này.
Bên cạnh nuôi gia súc, đàn ông trong cộng đồng cũng săn hươu, nai, bò rừng, lợn rừng, cáo, gấu và câu cá. Và điều đặc biệt hơn là họ nắm trong tay phương pháp xây dựng công trình tiên tiến, nhờ đó có thể xây những tòa nhà rộng lớn bất thường, thậm chí có kích thước tới hơn 700 m². Các nhà khảo cổ học tuyên bố, Yucatan Tripulia nằm trong số những khu định cư lớn nhất trên thế giới ở thời điểm đó. Các khu này được quy hoạch và xây dựng vô cùng vững chãi. Họ sử dụng rêu đá và đồng để chặt cây, xây dựng nhà ở và công trình kiến trúc. Các nhà ở được xây dựng một tầng hoặc nhiều tầng, tường nhà trắc đất sét. Bên trong có ghế dài và bàn thờ cũng làm từ đất sét. Họ trang trí nhà bằng những bức tranh màu đỏ và trắng, với tâm niệm xua đuổi ma quỷ. Ngoài ra, đã tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan đến đền thờ và các công trình công cộng khác. Phồn vinh, thịnh vượng có lẽ là những từ chính xác để mô tả cuộc sống của người dân thuộc nền văn hóa Yucatan Tripulia. Vì vậy, làm sao không ngạc nhiên khi biết rằng, cứ sau 60 đến 80 năm, họ không ngần ngại tự tay thiêu rụi các khu định cư phát triển ấy. Và điều này có đúng hay không? Hãy tiếp tục tìm hiểu nha! Các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, để đạt được nhiệt độ thiêu đốt ngôi nhà một tầng làm từ đất sét như ghi nhận qua lớp trầm tích thời ấy, thì người dân sẽ cần lượng củi tương đương hơn 130 cây xanh. Và với tòa nhà 2 tầng là 250 cây. Do đó, với một khu định cư gần 100 ngôi nhà, sẽ cần một khu rừng rộng gần 10 km² để đốt. Báo cáo của Messinese cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy, không có tai nạn nào cả, người dân Yucatan Tripulia dường như đã cố tình và liên tục tự đốt nhà của mình. Đã có một số giả thuyết được đưa ra. Đầu tiên, đó có thể là nghi lễ hỏa táng. Nhà khảo cổ học Ukraine Vivaka từng nêu khả năng rằng, các ngôi nhà bị đốt là nhà mà người đã khuất từng sống. Thay vì tạo ra một ngôi mộ để an táng những người quá cố cùng những đồ vật quan trọng, có lẽ người Yucatan Tripulia cho rằng ngôi nhà mà người quá cố từng sống mới là lăng mộ tốt nhất cho họ. Bằng cách này, người đã mất có thể bước vào thế giới bên kia với những đồ vật mà họ sở hữu trong suốt cuộc đời mình khi còn sống trên trái đất. Các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện hàng nghìn công trình kiến trúc, tượng, công cụ, bình đựng và thậm chí là hài cốt hỏa táng của con người và động vật trong khu khai quật. Thế nhưng, không có ngôi mộ nào khả dĩ. Do đó, giả thuyết đốt nhà là nghi lễ hỏa táng được cho là khá thuyết phục. Có thể theo thời gian, các công trình kiến trúc bị đốt cháy cùng với các công cụ, bình chứa và động vật để làm vật hiến tế cho linh hồn tổ tiên. Sau khi để lại các công trình cho tổ tiên đã khuất, cộng đồng dân cư còn sống sẽ chuyển đến khu vực mới. Một số học giả còn nêu giả thuyết rằng, cộng đồng Yucatan Tripulia xem mỗi công trình kiến trúc như một thực thể sống có vòng đời hủy diệt và tái sinh. Thế nhưng, nếu không có các công cụ và vật liệu mà con người chúng ta sở hữu ngày nay, quá trình tái xây dựng cả một cộng đồng quả thật là vô cùng khó khăn đáng kể. Họ phải chặt cây theo cách thủ công và dựng lên các công trình mới. Mặc dù đây là thách thức điển hình của nhiều nền văn minh, nhưng vấn đề là nền văn hóa Yucatan Tripulia tự làm khó mình. Họ cố tình phá hủy rồi xây dựng lại. Từ đây có thể hiểu rằng, để có thể tái định cư thường xuyên toàn bộ cộng đồng như vậy, xã hội đó cần được tổ chức chặt chẽ và có sự đồng lòng vô cùng mạnh mẽ. Giả thuyết thứ hai là người Yucatan Tripulia có thể dùng lửa để gia cố các ngôi nhà của mình. Các nhà khảo cổ học người Mỹ Arthur Bancroft và Frederick Winter đã làm một số thí nghiệm. Vào năm 1977, cả hai mua một ngôi nhà ở hạ lưu sông Morava thuộc Serbia. Nó cũng được xây từ vật liệu giống các công trình bị đốt của Yucatan Tripulia với tường nhà trát đất sét. Họ đã thử đốt ngôi nhà đã mua và kết quả là các bức tường đất sét vẫn còn nguyên, vững chãi, trong khi mái nhà gỗ bị thiêu rụi. Đến năm 2018, các nhà khảo cổ học Ukraine và Anh cũng thực hiện lại thí nghiệm này. Họ đã xây lại các ngôi nhà từ vật liệu và cấu trúc giống như nền văn hóa Yucatan Tripulia. Kết quả thu được cũng giống của ông Arthur Bancroft và ông Frederick Winter. Hầu như bức tường các ngôi nhà vẫn đứng vững sau hỏa hoạn. Các tượng và bình đất sét bên trong nhà cũng vậy. Nhà khảo cổ học người Nga Evgeny Jezevich Krichevsky cũng có quan điểm tương tự. Ông cho biết lửa sẽ khiến các bức tường đất sét trở nên chắc hơn. Ngoài ra, khói có thể xua đuổi côn trùng và mầm bệnh. Tuy nhiên, không ít nghiên cứu cho rằng người dân đốt nhà chỉ để có không gian xây mới những công trình khác. Và với hàng loạt giả thuyết được đưa ra, vẫn chưa thể xác định rõ vì sao người dân nền văn minh bí ẩn Yucatan Tripulia lại thẳng tay đốt nhà mình như vậy. Đó là hành động chủ ý hay chỉ là hệ quả từ những nguyên nhân bình thường như bị kẻ thù tấn công hay sấm sét đánh trúng chẳng hạn. Có lẽ cần thời gian để các nhà khảo cổ học nghiên cứu thêm. Các bạn thấy khả năng nào là khả dĩ nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Khám phá bí ẩn sẽ trở lại vào ngày mai.